Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này lại gửi đến các bác một bộ cấu hình rất là hay đây. Trước mắt các bác đang là một đôi loa rất là hay, model rất hay của Chio, đó là ZL7000, một trong những đôi loa thùng lớn các bác nhé, nhấn mạnh thùng lớn bát 27, gân vải tẩm dầu rất chất các bác, và đôi loa có độ nhạy rất cao, rất là cao luôn. Cái lỗ thông hơi đằng trước của nó đây các bác, nó bọc cái lưới. Cách đây khoảng độ mấy tháng em có một đôi như này, và đôi này nó đẹp tuyệt hảo các bác nhé, đẹp như mới luôn. Con chết còi này nó vươn những giải tần rất cao, con còi nhôm này các bác, nó tạo những cái tiếng như ong kêu, như con muỗi kêu các bác, dí 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 đấy. Đây là khi các bác nghe những bản nhạc nó rất là chi tiết. Và đây một con chung logo của Chio đấy ạ, một con chung giấy tầm độ 14 phân đó các bác nhá, và một con bát 27 vành nhôm, vành nhôm rất đẹp. Đôi loa này nặng, mỗi thùng nặng khoảng độ gần 20 cân, chính xác là 19 cân 8 theo nhà sản xuất. Và cái chiều rộng chiều sâu của nó thì nó to đến đôi loa bát 30 luôn, tí em sẽ đo. Và chiếc âm ly em đánh với nó là một dòng âm ly xó sắt tụ to như cổ tay luôn của Sony 2650, rất nổi tiếng. Đây là một trong những con âm ly xó sắt của Sony nhỏ có võ. Nó sai, nó là sai 38, nhưng mà vấn đề là nó không phải là âm ly công suất nhỏ, mà nó sai, nó nhỏ, nó thiết kế nhỏ, nhưng mà nguồn rất to, tụ to, sò to, đánh đôi loa lớn rất hay. Nhất là các bác phang những đôi loa Nga các bác nhá, S90 luôn, phang loa Nga S90D đánh rất hay luôn. Và đôi loa này cấu hình nó giống hệt loa Nga S90D các bác, cái chất âm của nó cũng giống luôn, mà giá rất rẻ các bác. Giá đôi loa này chỉ có 5.500.000 đồng, cực hay luôn các bác. Và chiếc âm ly giá để các bác giá là Sony 2650, giá để các bác là 2.500.000, đẹp như mới luôn các bác. Sò sắt đây, một trong những dòng âm ly có hiệu quả rất cao các bác, còn tụ nó đây ạ, còn tụ nó to như thể là cổ tay luôn, tụ chữ vàng đó, sò sắt các bác nhá. Và bây giờ mời các bác cùng thẩm âm tiếp. Tình lòng tình mong trong không thể ngờ là một bộ 8 triệu mà có thể đánh hay như vậy. Với những cái cấu hình của những đôi loa mà nó có cái phẩm chất tốt, là con chiếc kèn nó đáp tuyến cao này, có những giải cao tốt này, trung âm lớn này, và con bát đánh sâu, lỗ thông hơi phía trước như vậy, thì với thùng cộng hưởng lớn thì rõ ràng là nó ra được những chất âm rất là hay các bác nhá. Và cái đây là cái lón của nó các bác, cái lón này còn đẹp như mới luôn, nhưng mà cái này bọn em tí nữa sẽ lợi ra được các bác, lợi ra bằng tay luôn được các bác ạ. Cái này bọn em hơi chạm vào lúc vệ sinh các bác nhé, không ảnh hưởng gì cả. Cái nón này bằng vải tẩm dầu mà các bác, em sẽ lợi ra đẹp các bác luôn đó các bác. Nói chung là bọn em sẽ làm đẹp như mới cho. Cái này bọn em vệ sinh nó chạm tay vào thôi, không ảnh hưởng gì cả, lôi ra được một tí xíu các bác đó. 5.500.000 đôi loa cực hay này, cực kỳ hay các bác nhé, nặng hay gấu. Và size của nó rất là to, các bác lưu giúp em. Trở kháng của nó là 8 ohm. Đó, 8 ohm mà công suất làm việc là 60W. Nhấn mạnh công suất làm việc các bác nhé, mỗi một thùng. Đôi loa rất lớn, đánh rất là gấu ấy. Và bây giờ mở một đoạn liên khúc bác nghe thử đi ạ. Đánh khỏi nghĩ luôn các bác. Đây là một trong đôi loa mà giá rất rẻ các bác nhá, nhấn mạnh giá rất là rẻ mà hay. Có nhiều đôi loa đắt tiền hơn rất nhiều nhưng phẩm chất không thể bằng được các bác, nhấn mạnh luôn. Kích thước nó hơi lớn thôi. Đây, thước đây. Các bác đo, em đo các bác xem đấy. Chiều rộng nó là 39-40 luôn. Chiều rộng 40 luôn các bác, rất là to. Chiều cao là 73 các bác nhá. Và chiều sâu là 35 đó các bác. Chiều sâu 35.
rất là to các bác nhé, rộng 40 đó, cao 73 và sâu 35, rất là to, đôi loa rất to. Và giá chỉ 5 triệu rưỡi, đôi loa rất gấu này. Và em sẽ mở 3 loại nhạc cho các bác nghe luôn. Đây bộ cấu hình xin báo giá lại các bác là âm ly giá 2 triệu rưỡi, loa là 5 triệu rưỡi, cả bộ là 8 triệu các bác nhé. Các bác nghe thử, đánh rất sướng luôn. Rất sướng các bác ạ. Đánh rất sướng, tức cực luôn các bạn ạ. Đây là một trong những bộ cấu hình mà giá chưa đến 10 triệu nhưng chất âm các bác lưu ý giúp em, chất âm là nó thuộc dạng là những đôi loa có cái phẩm chất đáp tuyến chất âm một tốt, nó có giải tần đáp tuyến rộng nên là tiếng nó rất hay khi khai thác được hết các bác nhé. Và bác nào có nhu cầu lấy đôi loa này giá 5 triệu rưỡi, chữ âm ly giá 2.500.000 đồng, hay lấy cả hai thì là 8 triệu tròn, thì hãy nhắn tin qua số điện thoại 0981193686, em giao hàng toàn quốc. Những đôi ZL7000 này rất hay, nhấn mạnh này các bác là rất hay đó. Cái tầm tiền các bác bỏ ra chỉ có 5 triệu rưỡi nhưng mà khẳng định luôn, so với những đôi loa Pioneer mà tầm 7-8 triệu thì nó có khi nó lại là ở cửa trên đấy các bác, nhấn mạnh các bác nhé, ở cửa trên các bác ạ. Rồi, xin kính chào các bác. Cái căng còn đẹp như mới các bác nhé, hai cái căng đẹp như mới luôn. Đẹp như mới các bác nhé.